Xin chào các bạn, thì video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng bút S206, có phải khắc tên được rất là đẹp, bút học sinh. Thì bạn nhìn thấy đây, dòng bút S206 có đệm tay cầm định vị, cầm rất là thoải mái và giúp các bé mới dùng bút mực có thể là cầm bút chuẩn và viết nét chữ nó không bị kiểu như là nét bị quá to, được nắp ngoài kim tinh êm trơn vắt cạnh. Các bạn nhìn thấy cái đầu nhỏ nhưng mà rất êm trơn và nó rất là cứng và bền. Thì cái ngòi này thì các em có nhấn mạnh xuống thì nó vẫn có thể hơi khép lại được, thì không lo bị tẽ ngòi hoặc không lo bị gai nhé. Và cầm rất nhẹ, thoải mái, viết lâu không lo mỏi tay. Thì dòng bút này thân nhựa siêu bền bỉ, gần như là anh em rơi thoải mái, cho các bạn học sinh, các em học sinh rơi thoải mái. Đấy. Và thân bút khắc cũng khá là đẹp. Bên trong thì có một cái ruột ống bơm mực rất là cao cấp. Thì ruột bơm mực này các bạn hút mực nọ nha, các bạn rút ra, các bạn hút mực nọ vào đây, hút mực nọ thẳng từ trực tiếp từ cái ruột này, xong các bạn lau cái đầu đi nhé, xong các bạn mới cắm vào đây, cắm vào đây, sau đó các bạn hơi đẩy một hai giọt mực ra để cho muội trong này ra hết và các bạn viết như bình thường thôi, chứ các bạn đừng hút trực tiếp mực từ cho cả đầu vào nọ mực nhé. Thì riêng cái bút này cho cả đầu vào nọ mực thì nó sẽ dính mực lên cái tay cầm này, nó rất là bẩn và các bạn phải lau rất là vất vả. Nên đấy, thì cái dòng bút này thì khi các bạn mua cái dòng bút này thì bút này nó không có hộp. Còn nếu các bạn muốn tặng các em học sinh và muốn khắc bút, khắc tên thì bên mình khắc tên miễn phí. Còn các bạn muốn tặng các em học sinh thì các bạn mua thêm cái hộp nhỏ như này. Thì giá mua thêm kèm theo bút thì nó sẽ cũng rất là rẻ thôi, để cho các bạn có thể tặng các em hoặc là phụ huynh có thể tặng các em được. Đấy, thì đây là cái dòng bút sau Thiên Lễ 206 này thì có 5 màu, hiện tại bên mình đang có 5 màu. Màu xanh dương này, màu xanh ngọc này, xanh dương này, màu cam này, và màu trắng và màu tím. Đấy, thì có 5 màu như vậy. Nếu bạn có nhu cầu thì các bạn nhắn tin với fanpage mình để bên dưới, hoặc là add thẳng Zalo số trên màn hình của mình nhé. Ok, xin chào các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào.